Năm nay cà chua thất thu. Mà cà chua này nó bị ngã đó các bạn, cho nên cái đọt nó không có phát triển nhiều á. Cho nên gọi là thất thu, chứ nếu mà mình có cái đồ mà gào cho nó thì cà chua đứng thẳng á, thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Hôm nay mình đi thu hoạch cà chua đi. Hôm nay đi ra ngoài chuẩn bị tưới cây thì thấy có một con chim đậu trên cái sào đồ của nhà mình nè các bạn. Mà đứng gần nó mà nó không chịu bay đi. Không biết nó có bay được hay không thì không biết. Nghĩ là nó đứng như vậy là nó bay không được, hay nó bị thương cái gì đó nên nó bay không được nè. Con chim này là bồ câu trắng hay sao đó, mình cũng không biết tên của chim này. Nhưng mà không biết sao đứng đây hoài mà không đi nè. Đứng mà còn không dấn nữa kìa. Giờ mình lấy vào một ít hạt hướng dương đem ra coi coi con chim này có ăn không. Nè, cho hạt hướng dương nè chim. Chim này nó sợ nè, sao không bay được nhỉ, nó sợ. Để cầm à, bay được, bay được. Úp 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 úp, mình không dám lại gần các bạn, mình không dám lại gần. Lại đây, lại đây ăn nè. Không biết sao bay, rõ ràng là thấy bay được nhưng mà sao không bay đi ở đây không biết. À, để đây nha, cho tự lại ăn nha. Thôi hôm nay mình đem kéo với em gỗ ra để mình thu hoạch cho các bạn. Thì hôm nay là thu hoạch hay là bội thu nha. Hôm nay thì mình sẽ đi thu hoạch bí ngòi nè. Đó, cái trái bí ngòi nó bự lắm rồi các bạn. Bí ngòi này mình trồng có 4 cây bí ngòi dài hả, mà nó ra hoài ăn không kịp các bạn ơi. Đó, trái bí dài nặng ghê chưa. Rồi qua bên kia, bên kia mình hái tiếp. Bên đây nữa nè các bạn. Quá trời to luôn, ăn không kịp. Đây. Nặng quá, ai gai quá. Xong để vô đây rồi, ở dưới đây nữa nè các bạn. Mình trồng ở trong cái khung mà củ nó bò xuống dưới đất luôn, bò vô trong sân cỏ luôn các bạn. Đó. Thấy là sắp sửa có bí ngòi xuất cà cho ông xã mình nữa rồi. Xã mình thích ăn mấy cái xuất cà, bí ngòi xuất cà hay là ớt chuông xuất cà. Trái này cũng hái được nè. Nhưng mà mình để cho nó bự bự xíu mình hái cũng được các bạn. Chứ mình hái vô nhiều quá sợ ăn không hết nè. Trái này cũng bự nè. Thôi để nó đi, nó bự xíu mình hái. Có cà chua bi vàng chín nè các bạn. Cà chua này ngọt, mình tự ôm lắm, ôm bằng hạt mua giống ở ngoài siêu thị đó. Cái mình đem về cái mình ôm lên cây cái mình trồng. Cà chua mini, cà chua bi. Đằng đây nữa các bạn. Ở đây có cái bụi hoa này nó làm tùm hết trơn luôn, không có thu hoạch, không có thấy rõ các bạn ơi. Đây nè, trái quá trời luôn. Chín, trái quá trời chín luôn.
Giờ mình thu hoạch đi. Mình thôi, con này con kia nó ăn. Rồi, đứt luôn rồi. Mình giật cái đó đứt luôn rồi. Đứt luôn trái màu xanh này nè. Bây giờ mình lấy kéo mình cắt thôi các bạn. Một tay quay, một tay cắt cũng hơi khó rồi nha. Ôi, gớt rồi. Đây. Cắt xong rồi mình lụm. Đó, cắt xong cái mình lụm. Đây. Mình sẽ lấy hạt giống giữ cho năm sau các bạn, để năm sau khỏi mua hạt giống cà chua. Mình trồng tới mười mấy, 11 loại khác nhau. Đây, đi vô đây quay cho các bạn xem, chín quá trời chín luôn nè. Mình thu hoạch không thôi, mình sợ con này con kia nó ăn. Đó, nó chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ quay cái cà chua khóm cho các bạn xem ha. Đó, mình cắt cái trái cà chua khóm này ra phê với các bạn ha. Đây là cái cây cà chua mà năm đầu tiên mình trồng. Cà chua khóm có nghĩa là cái màu cam của nó y chang như trái khóm. Đó, bự ghê chưa. Là muốn bị con gì nó khoét nè các bạn. Đấy, cái giống cà chua này là mình sẽ lấy hạt để mình làm giống cho năm sau. Tiếp tục hái 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 hái. Hôm nay mình thu hoạch đang là trời nắng cho nên nóng, cho nên mình không có kêu con mình ra hái phụ. Thôi nắng nóng. Trái cà chua này giống như cà chua của Việt Nam mình nè các bạn. Nó dài 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 nè. Nó rớt xuống cái mình lụm. Mình đây hái cà chua bên đây. Nãy mình cắt nó rụng. Đó, nãy mình cắt nó rớt nè các bạn. Wow. Đẹp quá chứ. Tiếp theo mình sẽ đi lại đây thu hoạch đậu các bạn ơi. Hai ba ngày phải thu hoạch, ăn không kịp luôn. Quá trời trái luôn à. Các bạn nhìn nè. Đậu nhà mình nó xa trái nè các bạn. Quá trời luôn. Thu hoạch hoài mà ăn không kịp. Cái mình để lâu thì mình nó sẽ bị già đó. Đó, trái rơi hồn trái luôn. Thu hoạch mớp bao tử nha các bạn. Mấy hôm nay mình ít có ra vườn á, tại vì làm biếng á các bạn, nên bữa nay thu hoạch một lần một, quá trời nhiều rồi. À, lần trước mình thu hoạch là mình đã lấy hết làm dưa mắm các bạn. Hôm nay thì mình chắc là mình để dành để xào hay nấu canh gì đó. Mấy cái này nè, nhiều khi mình hái cái nó có gai các bạn, đâm vô cũng đau lắm mà khi ăn thì nó không có bị đâm. Chín mềm lại. Đó, mình có trái bầu sao đang bự. Cái trái bầu sao này nó dài nhưng mà dài dài mà sao nó ra tròn quay à. Của mình nó ra nó tròn quay. Không
bữa mình thu hoạch mốt bao tử hơi trễ các bạn, cho nên có nhiều trái dạ và hạt rất là nhiều luôn, có nhiều hạt giống luôn. Mình sẽ đi chia cho bạn bè mình, mấy người mà họ xin đó, mình để dành cho họ. Ở bên đây mình cũng có trái bầu, trái bầu sao tròn quay tròn ụp. Mình nhớ mình đâu có mập đâu mà sao mà trái bầu nó mập dữ. Hơi xíu nhóc trơn nha các bạn, nó bò tùm lum hết trơn luôn, nó đi nhanh hơn bầu với bí nữa. Bên kia người ta đang sửa chữa gì nghe âm sầm. Dưới lá này nè nó che, nhiều khi nó màu giống màu lá che mình không thấy, cái mình không thu hoạch cái để nó cũng già nữa các bạn. Cái gì chứ mốt bao tử này là trồng có lời hơn á. Có mấy bạn mà ở bên này nè, thấy mình trồng mốt bao tử nhiều á, hỏi có bán không, bán cho họ ít. Mình nói mình để dành ăn cũng thôi, mình tặng người này người kia thôi chứ mình không có bán. Trái bự là không chừng bị già, để lâu là bị già mà vẫn ăn được. Cái loại mướp này cho dù nó già hay là nó không già gì cũng ăn như nhau các bạn. Này mình kêu mướp bao tử tại vì cái tên này nhiều người Việt hay kêu, nhưng mà thật sự nó là giống dưa chuột Peru. Bò tùm lum, trái tùm lum tùm la hết. Nó bò lên dây su su luôn các bạn, nó chen vô dây su su lấn chiếm diện tích luôn. Ngày gai của nó nè, nói cái này có gai nè, gai này đầm đầu. Này cũng dễ dặn qua cái là anh đứt rồi, dễ bẻ mà không sợ gai của nó. Bò lên tới trên của ta su su, người ta leo vàng cao rồi, mình su su mới đụng vàng. Hái mà sợ sót, sót là bị già. Tại hạt giống mình ở trong nhà nhiều lắm luôn rồi, mình không để dài hạt giống nữa. Một cây nó ra quá trời trái luôn. Hôm bữa mình đi thủ đô mình mua một trái bầu ăn, cảm sao mình nói bầu nó sắp lớn rồi sao còn đi mua bầu gì nữa, tại muốn ăn thì đi mua tim. Chứ bầu như gì nè mình mà không biết nó ăn được chưa, mình chưa biết luôn các bạn. Ở đây mình có trái cà, trái dưa leo. Này dưa leo dạng người ta làm mà cornichon các bạn. Là dưa cornichon, dạng người ta làm ngâm chua ở bên này nè. Được có một trái một. Ây vui, gai quá. Nó đầm đó, được một trái dưa leo. Bỏ vô đi. Rồi hôm nay mình thu hoạch nhiêu đây thôi nha các bạn. Đây là một đống đậu nè. Hôm bữa mình thu hoạch mình làm dự trữ đông rồi, bữa nay nó ra nữa. Rồi ba trái bí ngồi bành kia luôn.
Đây một trái bơm nó tự rụng nè các bạn, chứ mình không có hái nè. Trái bơm này bơm mini mà nó cây có con trái màu mà bự ghê luôn. Nó tự rụng luôn. Rồi ở đây là một gỗ dưa mốt bao tử. Rồi một trái dây leo. Còn bên đây thì một gỗ cà chua nha các loại. Đó, cà chua. Cái cọng này là cái cọng su. Cải phrygia các bạn, cải kheo á. Nó bị gãy nên mình lấy luôn. Đó, cà chua thì mình cắt trái đỏ xong cái nó dính luôn cái cành trái xanh, cái nó mình đem vô nhà luôn các bạn. Mình thích nhất trái cà chua này nè. Cà chua này bạch kim, cà chua khóm. Đó, cà chua vườn tại nhà. Rồi cà chua sô-cô-la nằm phía dưới này các bạn. Đó, màu sô-cô-la. Ấy tịch tịch tịch. Đó, vậy là hôm nay thu hoạch bỏ thu rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye.